It's scary what comes out of you. Welcome to Summoner's Rift. Stop you out of that egg and I can stop you back in. Seconds until minions spawn. Did you get into the sugar again? Kiệt sức đâu, đâu cần kiệt sức đâu, team nó đâu có sát thủ đâu. Khi nào team nó có sát thủ mình mới cầm kiệt sức. Nào giúp. Tưởng team nó là Lee Sin hay là kiểu Kha'Zix đến gai cần kỳ sức vô mà solo. Team nó rác mà mình cầm lát mình offline. Mày tay lên mà chết nữa con. Chưa. Thương ra gọi đấy nó tiến gần lại cái tay là giết luôn rồi đó. Bởi vậy mới nói. 4 giây nữa cho nó chuẩn sự chuẩn bị. Đúng rồi. Mất lát vậy? Chưa mất lát, công cần mất lát. Ứng sát áp sát vô là nó lát lát theo giết luôn. Nó dở. Nói rồi, chiếc tên này gan mạnh lắm. Chiếc tên này gan bao lực luôn. Ông phiêu ra ông không hiểu ý chứ, ông áp sát vô là giết rồi. Đó, về mua đồ cái. Mua hai cái tốc đánh đi gánh tiếp. Nó ông top mà ông thọt nó thì tôi cũng chịu nha. Rai vừa lên cái là trắng máu rồi đó. Ui, gánh kìa. Rồi. Lát. Cần nó móc vào lát nè. Rồi lát đi. À, con coi hó Victor mất lá rồi, lá lên giết nè, giết nè. Hai con lá luôn. Giết nè, giết nè. Hoành ra là giết nè. Đâu rồi? I really hope that was your stomach. Anh. Đây, đây, đây. Chết luôn. Anh đi đâu mất gì à? Anh tính giết nó. Em mà lâu nè. Nãy anh tính giết với to. Để anh Victor ra giết luôn nha. Anh đứng bật phần sau giết.
Từ 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 đứng lên cho nó lên đi. Nó ham riết rồi chết nó rồi. Nhảy vào tiếp nè. Thả nó đi. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Chết anh luôn chứ ăn gì. Em bị sợ tâm cái kia. Nè 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 em. Chết rồi anh. Có rồi hả? Rẽ nó tới rồi. Cái đẹp quá. Chịu quá, nó kéo Thread lên chịu quá. Ủa đông dữ vậy. Quá trời skill. Nó đông vậy thì chịu. Này thua. Căng. Đi ganh nhiều có vẻ hơi cực. Nên lấy cái xe mai đã. Có mana đi ganh. Level thấp quá, thôi đi farm xíu đã. Sáu rồi ra nó bớt anh chết. Nó bớt hết rồi. Mà cướp luôn. Ta lè xuống bớt rồi. Lên đồ rừng được có mấy có đam. Giờ mình chỉ có bắn người có đam thôi. Có đệt. Chưa có đam. Rồi đẩy lan cái. Chưa ăn tay đâu á, chưa ăn tay á. Chết anh rồi. Chết được. Ủa cái đạch. Thế thua. Chơi này không vui rồi. Lười farm quá, để nó lên level 6 trước. Đi ganh nhiều quá. Ủa sao nó không à. Nó vừa với boss này nó ra mid nó chơi em luôn rồi. Nó là nãy em bên nó ngay giữa. Đấy, đấy. Victor nó chắc nó hồi bèo rồi đó. Em bên cái anh kêu em qua cướp. Thì em vừa nói qua cướp cái nó quay qua đánh em rồi. Anh tính ăn blue nó đó. Nên cái đồ rừng cho có đam coi. Farm nó cái đồ rừng cho có đam em. Không có đồ rừng đam yếu quá. Đam biết tí à. Giờ chỉ có bắn người đam to thôi. Nó kiệt sức luôn, nó còn kiệt sức. Nó còn kiệt sức thì anh chịu. Rồi, anh gọi acid á. Yeah. Nó còn kiệt sức luôn, anh chịu luôn á chứ. Anh vừa mới bắn xuống đây một cái bầm phát nó lại leo lên trên. Cay. Kiệt sức luôn thì tôi chịu rồi. Đây đầu kiệt sức cho đam nó ra.
Chó này mất gì chưa ta? Mất này được tâm mà không lên được cái. Lấy cái đồ rừng nhé. Có cái đồ rừng mới có đam. Lấy luôn tốc đánh không à. Bắn không có đam đây. Giờ không có đam nè. Đi xỏ nó đây. Ông phiêu ra nãy ông có đột biến gì chưa? Được 2 không rồi. Ăn rồng đam. Thằng cách ly đi xuống nó xin nhắm vậy ta. Chắc tôi mắc quy quá à. Em mắc quá. Lại ăn mắc em. Không có đánh thốn hết. Mắc quy luôn. Giờ bớt mà. Đừng nghe bóp mắt. Đừng ăn. Nó rồng đam nè em. Đi sỏ nó nè. Ở đây số boss nó trắng máu rồi nè. Ông nội nó không dám ăn. À, tiếp tục đi. Ok. Nó đẩy thằng ấy ra không kịp. Biết vậy đẩy thằng giác nó hay hơn. Xí ra nha. Ủa thằng mắm này nó lên đồ gì vậy? Cái gì đâu lâu chứ à? Không né, bay quả đấy mà có lát lát ngang qua bên không bị dính kéo là được. Sao? Thôi chỗ bắn chết luôn. Chết ngu luôn. Ý, để anh, để anh. Hai spell à. Chết từ từ thôi, rip chết từ từ ơi, 3 giây nữa tôi có lát rồi. Bay vô chụp tí nó luôn. Rồi ok. Có mạng để săn lại coi. Ok rồi. Level 8 luôn, hơn level hàng rừng đó rồi. Còn top mình không ra mấy vậy. Boss bị ganh nhiều quá chứ boss đánh tốt. Boss lúc đầu thôi chứ giết 2-3 mạng này luôn. Nó ganh liên tục vậy mà boss vẫn ghê gớm. Cây ăn. Cây trí. Rồi giờ có đam rồi. Đây bên hông nha em. Họ giết hai luôn mà. Không có sạc đâu. Có sai em chủ động trước là rồi em cân hai rồi chứ. Chủ động hút được miếng máu thì được. Học skill luôn. Tí 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 tí. Sugar again.
mày nó ghét em nè, cái gì nè. Sợ anh ăn bờ lâu rồi. Ăn luôn chứ, giờ sao? À. Ra hàng quần cưới bay nữa. Cứu vậy thua rồi. Lá lại nó cứu luôn, thua rồi. Rồi nó cam, em auto cam em luôn. Đến cùng công coi farm cho lẹ. Nó auto cam em luôn thì chịu. Đổ đứng nó luôn kìa. Còn Fiora nó không biết ram ta. Tọt nó luôn, búp ti vô. Còn lát đất đâu. Trời ơi, ván này là mát ưu tiên giống luôn rồi đó. Vừa vô điều không ra. Tọt bay xuống. Búp ti sợ nó. Ồ. Thì chứ giờ rác mà lên ganh thằng Fiora nó kênh 2 luôn nhỉ. Đồ kìa. Liều đen rồi, nửa liều tia mát nữa. Buồn ông Fiora dễ sợ. Bởi vì like là cân hết. Đó là nhanh hết lên mệt quá. Nhắc với nó. Giết Fiora. Họ không thể làm. Này chứ được đâu. Nãy giờ không có bê trụ. Ôi, rít xả bánh xe luôn. Buồn thiệt. Nó còn... Đổ bắn à. Chạy. Đánh nó lại nữa. Từ từ. Nhưng có phải từ từ mới nói lại chứ. Đứng ở ngoài anh đập nó luôn á chứ. Đứng ở ngoài thì anh đập được nó, đứng đang đứng trong trụ sợ trụ bắn. Ngoài sợ đất gì nó. Xung vật kia nó gần này bảo 7 lần rồi. Ủ luôn không mất. Rồi đủ rồi. Bây giờ không có đủ đồ. Không xài rồi để thì nó combo hết mọi người mình rồi, nó còn có chiêu gì nữa mà nó combo. Nó đứng ở ngoài mình lúc mình đẩy nó ra mình bắn được thêm mấy cái nữa. À, có thể là sức mạnh ta tăng tí. Ấu xong ngon rồi. Nó phút vẫn đứng bên đây. Next.
Đi để Lan giết cụ mấy bạn đấy đi. When do dragons start flying? Rồi tốt đánh quá, tí bắn nhảy này đi. Hoàn. Mát thiệt chứ. Đủ có thể loại hết. Gần chết cũng cả hó. Biết vậy dội luôn ulti vào đầu sập cho nó chết. Tôi bán giày. Nên cứ mua danh nữa. Tha hồ bán. Sập kịch sức rồi nha. Nên cuồng đao không? Nên cuồng đao làm gì? Chitana nó không có hiệu ứng gì nào đó. Nên cuồng đao chi? Bên gươm thôi, là bên nó máu nhiều lắm. Quỷ này máu nhiều lắm. Quỷ này với quỷ roi máu nhiều mà. Bên gươm bắn chỗ đó. Tí mình bỏ giày mình đổi giày tiếng Anh là ok. Mắng là gieo phép nhiều. Đổi giày tiếng Anh lên điều đen. Không mình em nó có phép, mình nó lên phép phép vậy. Rồi đó, đem ngáo luôn. Yeah. Trời ơi, mít rip kìa. Cút đây. Lên rìu đen, bào giáp nó. Lan đẩy. Để anh ngồi anh rình đó. Cho mình chơi game.
rồi. Đấy. Chắc. Chắc không tay à. Ôi giời, giỡn mặt hả? Em nó nói anh Tôn kìa. Nó không chửi em chứ gì nữa. Nãy nó không chửi em kìa. Cam cho, thơ bố cho, ngầm một. Đời nhìn như cái xe xe. Ai căng à. Đánh. Ừ đánh ra ừ. Đấy. Dồn mình em. Ôi, nó héo cho rớt đất lên gì vậy bà? Không có sai pha đó. Sai cho nó biết hết rồi. Lên rượu đen xong lên cái... Lên rượu đen xong anh lên cái... Gì thập nữa rồi đó. Phá hết. Kiếm chị ba. Sao hôm nay lên cái dây chuyền chữ thập nữa thì trầm rồi. Kiếm làm gì? Mắc cười quá. Mắc cười. Mắc cười nha. Chắc giờ. Thì nó combat ghê lắm, chia ra đi. Dưới này anh chùm rồi. Nào đó là anh. Chùm bao nhà cũng chùm được. Rồi xong rồi đó. Hết đam rồi đó. Tụi này nó nói gì kìa anh. Đậu nó chết không nó kêu em bị bắt lại rồi. À, nhảy không kịp. Nó nói anh Tôn kìa em. Bồ mình còn nói anh Tôn, nó lấy chứ bồ nói em. Bồ mình còn nói. Bồ mình còn nói anh Tôn kìa. Lắc ghê quá, bồ mình nói tôi Tôn kìa. Quá đồng độ. Ngu, tự nhiên chết xong nọ đỡ thừa.
chặt dầu. Bà non thôi. Đó tím chi di chuyển ngon hơn. Tốc đánh mình thử ở đâu tím chi nữa. Không bà non đây các bạn. Ngồi nhảy mắt đã mày. Tưng tưng tưng. Đánh nhau nữa nè trời. What the fuck. Ui rồi. Để anh giết HD nữa. Thật chơi à, em với anh tôn. Chitana là nãy anh ta nó nói cái gì? Zenith đi rừng không được hả? Ủa cầm Zenith đi rừng không được.